Ông Chu Ngọc Anh bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc có sai phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát liên quan vụ án Việt Á. Lệnh khởi tố, tạm giam cựu Chủ tịch Hà Nội về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự, được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 thực thi ngày 7 tháng 6. Gần 3 tiếng trước khi bắt, ông Chu Ngọc Anh bị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hôm qua, ông đã bị khai trừ khỏi đảng. Cùng tội danh với ông Chu Ngọc Anh, C03 khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ. Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho hay ông Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc bị cáo buộc vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia về nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19.